Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay lại với vlog. Lần này sẽ là về Giáng sinh nha. Hôm nay thì team của mình đã xong việc ở chỗ làm và quyết định sẽ đi vào town một vòng xem quần áo. Thật ra là bạn Simran và team tụi mình muốn mua một cái bộ quần áo mới cho dịp Giáng sinh. Mình thì chỉ đi ké xem là Simran mua gì thôi, cho nên là tụi mình ghé kha khá shop để xem đó. Thì tụi mình ghé, đầu tiên mình nghĩ là hình như là Zara. Sau đó mình ghé Next. Và các bạn đi vòng vòng, mình và các bạn nam thì window shopping thôi. Simran đang ngồi chờ, còn các bạn nam khác thì đi vòng vòng ở tiệm giày nè. Chỗ này khá là vintage, mình khá thích đó. Để xem không biết các bạn có lựa được gì không nha. Nhưng cuối cùng cũng không lựa được gì và tụi mình đã qua shop này. Nếu mình nhớ không lầm thì shop này hình như là của Nhật, tên là Shinasai. Mình khá thích cái cách trình bày quần áo ở đây, khá là màu sắc á, mình rất là thích cái gì có nhiều màu cho nên là thật là bắt mắt. Tụi mình quyết định là sẽ đi một vòng xem sao. Cửa hàng trang trí rất là đẹp và mình cảm thấy như là vùng cái chốn thần tiên nào đấy. Sau đó thì tụi mình đi ra ngoài và xem. Có một quầy salad rất là ngon nha, cho nên tụi mình đứng lại xem một chút. Anh chủ quán tên là Joe, ảnh giới thiệu cho tụi mình từng món. Và đằng kia mình thấy là có các loại kẹo và bánh khác nhau. Như cái quầy ở trên bên kia đó thì sẽ có rất là nhiều kẹo đủ màu sắc, cho nên là mình quyết định lại đó xem sao. Wow, và thật sự đây là thiên đường vì có rất nhiều đồ ngọt rất là ngon. Và chủ quán Joe đã đặc biệt mời mình một miếng, đặc biệt là mình thôi. Mình được thưởng thức món này, nó giống cái hương vị mà mình đã từng thử ở Chris đó, có vị hoa hồng đó các bạn. Cuối cùng cũng đến chỗ này, đây là thiên đường của Simran vì bạn rất thích cái gấu bông, cho nên nhìn đi thật là cute for my wear. Dễ thương. Chúng mình đi vòng vòng chỗ này và sau đó các bạn nam ghé quầy game xem thử. Mỗi lần đến chỗ này thì mình nhớ đến hồi xưa là khi còn nhỏ đó, mình được về nội chơi thì cả ngày mình cắm đầu vô game thôi các bạn, với các bạn khác ở xóm mình chơi game chung, chơi cả ngày rồi bị la quá trời. Mình cũng không biết tại sao có thể lạc vào được chỗ này nữa, nhưng thật sự là mình siêu thích luôn. Một lần nữa mình lại bị thu hút bởi rất nhiều màu sắc của kẹo. Đây là những hũ kẹo được bày bán vào dịp Giáng sinh đó. Ở đây thì mình thấy là có các loại kẹo cứng và cái màu của nó màu pastel đó, cho nên là mình siêu thích luôn. Nhưng mà thật sự là mình không phải là fan của đồ ngọt. Nhưng mà nhìn cứ thích mắt như thế nào đó. Cái kẹo trứng này hồi xưa mình hay được ăn lắm, cho nên mình cũng thích kẹo này. Nhưng mà thật sự là tụi mình không có mua kẹo, chỉ đến xem mà thôi. Tèn tèn tèn. Và hành trình đến đây cũng là hết rồi. Và thật sự là tụi mình chẳng mua được gì sau chuyến đi mua sắm này. Tụi mình chỉ đi dạo vòng vòng xem và xem cũng không lựa được gì. Các bạn và mình đã đến trước library của Birmingham để ngồi và trò chuyện. Các bạn biết không, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng có những buổi tối như thế này thì thật là tuyệt vời đó. Vlog ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ có một mùa Giáng sinh sắp tới thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người lần sau nha. Bye bye.